Xin chào cô chú anh chị, đã trở lại với kênh Tối Giao Dịch Cần Thơ bên em. Và hôm nay thì shop sẽ tiếp tục lên những sản phẩm mới ha. Và hôm nay thì shop sẽ lên túi dù. Đầu tiên đó là một chiếc lết cầm tay màu đen. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 21. Ngang là 22. Chiều dày là 4 và chiều cao là 12 để mình cầm tay như thế này xinh xắn. Và sẽ có một ngăn đây và một cái nút để mình mở ra chất liệu vải Nhật ha. Lết cầm tay thì bên trong là sạch đẹp, một ngăn và một ngăn ở đây. Lên nhập shop một mã 8475 120, 8475 120 cài lại chắc chắn ha. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn và xinh xắn dập thương hiệu ha. Chất liệu là vải để mình đeo chéo, màu này là màu xanh. Kích thước của chiếc túi bề ngang 21, chiều cao 17 và bề dày là 7 để mình đeo chéo như thế này đó. Rất là xinh xắn ha. Khi đeo nên mình có thể tăng đưa dài ra được ha, tăng đưa dài ngắn ra. Và một ngăn ở đây thì bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn sạch đẹp ha. Và một khóa cắn miệng và một ngăn ở đây là bự nhất ha, hai ngăn nhỏ đây đựng vừa điện thoại và ví dài ha, sạch đẹp hết. Chất liệu là vải dù chắc chắn. Lấy nhiều số một mã là 8468 120, 8468 120. Và kế đến đó là một và chiếc túi để mình xách tay như thế này. Kích thước của chiếc túi bề ngang 23, chiều cao 13 và bề dày là 6 để xách tay xinh xắn. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra thì bên trong một ngăn và một ngăn sạch đẹp á, và một cái nút gài lại như thế này. Lên nhìn shop một mã 8478 ha, 8478 120. Và kế đến đó là một và chiếc túi xách tay chất liệu vải Nhật họa tiết khá là đẹp ha, để mình xách tay như thế này. Kích thước của chiếc túi bề ngang 22, chiều cao 25 và bề dày là 13 để mình xách tay xinh xắn ha. Và phía sau sẽ có một ngăn này thì bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây, bên trong một ngăn nhỏ và một khóa cắn miệng bên trong. Và ở đây mình có thể mình rút lại ha, rút lại như thế này đó để mình xách như thế này xinh xắn ha. Lên dùm shop một mã 8467 120, 8467 120. Và cái đến đó là một chiếc túi rất là nhiều ngăn, một chiếc túi ha. Chiếc túi này mình có thể mình rút miệng lại đó, và mình xách tay như thế này và đeo chéo. Chất là chất vải nha, chất vải vải Nhật. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao 23 và bề dày là 20 để mình xách tay như thế này xinh xắn. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây thì bên trong một ngăn là sạch đẹp hết, và một ngăn đây và một ngăn, và một cái nhưng ở giữa có một cái rút miệng ha, và một khóa cắn miệng
sạch đẹp và một nút hít 500 ở đây, xinh xắn như thế này. Và đút miệng thì bên trong nó phải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết ha. Ra nhìn shop một mã 8508 302, và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo rất là xinh xắn, có thương hiệu mắt in Japan ở bên trong. Đây, để mình đeo chéo như thế này ha, chất da là da tổng hợp, kích thước của chiếc túi bề ngang là 27, chiều cao là 22 và bề dày là 8, để mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong một ngăn sạch đẹp và một ngăn ở đây, là bên trong là sạch đẹp hết ha. Và sẽ có một ngăn ở đây mắt in Japan chập nổi đây. Lên nhìn shop một mã 8474 ha, 120 8474 120. Và kế đến đó là một chiếc túi đựng hành lý ha, đựng hành lý chắc là vải dù, ở đây mình có chơi đồ thể thao ha, chơi đồ thể thao mình có thể mình đựng vào, mình đựng được khá là nhiều đồ như thế này đó, để mình xách tay. Kích thước của chiếc túi bề ngang là này chưa độn kỹ ha, mình em độn để nó ra cái form gần giống cái form thôi. Bề ngang là 65 và bề dày là 19 và chiều cao 14 ha, để mình xách tay ha. Đó, và sẽ có một ngăn ở đây, thì bên trong là sạch đẹp ha, mình có thể để một cái giọt ha, giọt cầu lông ha, giọt nhỏ nhỏ ha, hoặc giọt bốn bàn. Lên nhìn shop một mã là 8491 120 8491 8491 120. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất liệu vải Nhật để mình xách tay như thế này, xinh xắn ha. Màu này là màu xanh. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 26, chiều cao là 15 và bề dày là 7, để mình xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một màu nâu sạch đẹp, và thương hiệu ở đây sẽ có một ngăn đây là lót vải sạch đẹp hết, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Bên trong là lót vải sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8493 120 8493 120. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay màu này là màu vàng chấm bi, chất là vải Nhật. Kích thước của chiếc túi bề ngang, chiều cao là 40, chiều ngang là 34, để mình xách tay như thế này. Và
Điều đặc biệt của chiếc túi này mình có thể mình gấp gọn một ngăn ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp ha. Đây bên trong mình sạch đẹp. Và mình kéo lại như thế này, gấp gọn lại. Thì bên trong không, điều đặc biệt của chiếc túi này thì sẽ có một cái ngăn, mình sẽ mở rộng chiếc túi này là ra được ha. Mở rộng chiếc túi ra mình sẽ xách tay như thế này là xinh xắn nè, và nếu như mình đựng đồ nhiều thì mình sẽ có mở rộng chiếc túi này ra lên nhìn shop một mã là 8498 8498 120. Khi mình nhảy gọn lại là khoảng 30. Chiều cao lên khoảng 30 ha. 8498 120. Và một chiếc lết cầm tay. Chất là chất vải dù. Chất vải dù như thế này ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 22, chiều cao là 17 và bề dày là 4. Chất vải dù dập một cái thương hiệu đây và sẽ có một phát cái miệng ở đây. Thì bên trong lót sạch đẹp ở đây. Lên nhìn shop một mã 8482 120 8482 120. Và một chiếc lết cầm tay chất liệu vải Nhật. Màu này là màu đỏ ha, màu đỏ đô. Kích thước của chiếc túi bề ngang 20, chiều cao 12 và bề dày là 6. Xinh xắn như thế này. Và sẽ có một và 500 bên trong lót sạch đẹp ha. Đây để mình gài lại như này xinh xắn. Lên nhịp số một mã là 8621 108 8621 108. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay vải Nhật. Có thương hiệu ha. Thương hiệu ở đây. Modern House. Kích thước của chiếc túi bề ngang 21, chiều cao 30 và bề dày là 13. Xách tay và đeo vai. Và sẽ có một ngăn ở đây. Là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây. Là sạch đẹp. Nhập thương hiệu Modern House. Lên nhịp shop một mã 8483 120 8483 120. Và một chiếc túi để mình xách tay chất liệu vải Nhật họa tiết bông hoa khá là đẹp vintage, xách tay như thế này. Và này mình có thể mình rút miệng được. Kích thước của chiếc túi bề ngang 23, chiều cao 27 và bề dày là 11. Rút miệng như thế này. Đó. Và ở đây mình có thể mình xách tay xinh xắn vintage như thế này. Và bên trong thì sẽ có một ngăn đây, lót bên trong là sạch đẹp và một khóa kéo miệng.
nhập một cái thương hiệu bên trong, thương hiệu bên trong, và đây chất vải Nhật ha, họa tiết ở ngoài. Ra nhập số một mã là 841 81 8481 102. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu chất liệu vải Nhật trần trám ô. Để mình xách tay như thế này, xinh xắn, dập một cái thương hiệu bên trong. Kích thước của chiếc túi bề ngang 50, chiều cao 18 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, xinh xắn, và sẽ có một cái nút để mình mở ra. Thì bên trong lót sạch đẹp ở đây, và có một ngăn ở đây sạch đẹp. Lên giùm shop một mã 8477102, 8477102. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Kitamura, da là da tổng hợp á, da tổng hợp. Để mình xách tay như thế này, chỉ K là thương hiệu Kitamura ha, da tổng hợp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 19, chiều cao là 24 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn, bên trong là sạch đẹp hết. Lên nhìn shop một mã 8486 ha, 102, 8486 102. Và một chiếc túi xách tay chất liệu vải Nhật có thương hiệu xách tay như thế này, xinh xắn. Và ở đây phối da ha, kích thước của chiếc túi bề ngang 31, chiều cao 30 và bề dày là 14. Xách tay và đeo vai sẽ có một và hai ngăn nhỏ đây, và một nút hít 500. Thì bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ, dập một cái thương hiệu AVV ha, và một ngăn ở đây, và một khóa cá miệng. Thì bên trong là sạch đẹp hết. Ra nhầm shop một mã 8502, 8502 302. Và một chiếc túi xách tay chất liệu vải Nhật để mình xách tay như thế này, rất là xinh xắn luôn. Kích thước của chiếc túi bề ngang 22, chiều cao 18 và bề dày là 7. Để mình xách tay như thế này, xinh xắn, và sẽ có bên trong lót bên trong là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8496 102, 8496 102. Và một chiếc túi xách tay vải Nhật để mình xách tay như thế này, rất là xinh xắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang 26, chiều cao 22 và bề dày là 10.
sách tay như thế này, và sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong là lót vải và một khóa cán mềm bên trong. Thì bên trong lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Hai ngăn đây và một ngăn đây. Lên dùm shop một mã 8693108, 8693108 và một chiếc túi vải vải Nhật để mình đựng đồ trang điểm hoặc là tư trang. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao 22 và bề dày là 5. Sạch đẹp hết ha. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong rất sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8488120, 8488120 và một chiếc túi xách tay chất liệu vải Nhật. Chiếc túi này khá là bự ha, khá là bự, mình sẽ có thể mình đựng được khá là nhiều đồ. Để mình xách tay như thế này, màu này là màu tím. Kích thước của chiếc túi bề ngang 40, chiều cao 27 và bề dày là 10. Xách tay xinh xắn và sẽ có hai ngăn nhỏ đây và một cái nút để mở, một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng và một cái nút cách 500, hai ngăn nhỏ và hai ngăn đây là xinh đẹp và một khóa cáo miệng ở đây. Hai ngăn đây, một ngăn bên trong ha, bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 8503320, 8503320 và một chiếc túi xách tay vintage form to te vải dù họa tiết. Này để mình xách tay như thế này. Form to te, kích thước của chiếc túi bề ngang 37, chiều cao 26 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này, xinh xắn. Và sẽ có một cái để mình, một ngăn đây, lót bên trong là sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã 8489120, 8489120 và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo xách tay ha, thương hiệu Lee Sport. Để mình xách tay như thế này, cực kỳ xinh xắn. Màu này là màu xanh. Kích thước của chiếc túi bề ngang 25, chiều cao 15 và bề dày là 5. Để mình xách tay. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 8463120, 8463120 và một chiếc túi rất là bự. Chiếc túi này đựng đồ khá là nhiều.
Thương hiệu Puma ha, mình đựng từ 4 đến 6 bộ đồ. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 53, chiều cao 27 và bề dày là 29. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một khóa cắm mềm ở đây, thì bên trong sạch đẹp ha, và một khóa kéo mềm dập một cái thương hiệu Buma đây. Và nhịp shop một mã 8500 8500 302 và một chiếc túi. Một chiếc túi xách tay chất vải dù ha, chất vải dù. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 38, chiều cao 27 và bề dày là 4. Xách tay và đeo vai sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một khóa kéo miệng và một ngăn đây dập thương hiệu đây, sạch đẹp hết ha. Ra dùm shop một mã 8501302 8501302 và kế đến đó là một chiếc túi khối lông ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 28, chiều cao 20 và bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng, thì bên trong rất sạch đẹp hết ha. Ra nhìn shop một mã 8624108 8624108 và một chiếc túi xách tay hình bông hoa kích thước của chiếc túi, bề ngang 21, chiều cao 27 và bề dày 12. Để mình xách tay hình bông hoa rất là xinh xắn, và bên trong là lót sạch đẹp ở đây. Lên dùm shop một mã 8490102 một chiếc túi chất liệu vải dù, bên trong là phối da, thương hiệu Miu Miu. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 33, chiều dày 17 và chiều cao là 17. Để mình xách tay như thế này, bên dập thương hiệu Miu Miu, và bên trong là lót da như thế này, là sạch đẹp ha. Và ở đây mình có thể chiếc túi này nó sẽ rất độc đáo, kiểu là hai mặt ha, mình có họ thay lộn bề trong ra làm bề ngoài như là chất đó. Bên trong ha, bên trong lớp vải, ở ngoài là da, thương hiệu Miu Miu dập nổi đây. Để mình xách tay lên dùm shop một mã 8641108 8641108 và một chiếc túi xách tay đeo chéo thương hiệu Biacadin.
Đây để mình xách tay thương hiệu bia Cadin ha. Chất vải dù dập thương hiệu bia Cadin. Để mình xách tay thôi, không đeo chéo được. Kích thước của chiếc túi bề ngang 25, chiều cao 21 và bề dày là 10. Xách tay rất là ok, thương hiệu bia Cadin. Đây nhìn số 1 mã là 8602 250. 8602 250. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại đặt hàng 0973952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.